Hội đồng quản lý AI, phát biểu tại sự kiện do Nikkei và Đại sứ quán Pháp tổ chức hôm 27 tháng 6, ông Macron cho rằng sự phát triển của AI nên dựa vào hợp tác quốc tế để mang lại tiến bộ tích cực. Tổng thống Pháp có mặt tại Nhật Bản để tham dự hội nghị G20 diễn ra từ ngày 28 tháng 6, hướng dẫn từ nhóm chuyên gia quốc tế độc lập có lợi cho hoạch định chính sách của chính phủ. Ông cho rằng AI không nên chỉ nằm trong tay khu vực tư nhân vì có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày và dữ liệu cá nhân. Pháp là nước chủ nhà của hội nghị G7 tổ chức tháng 8 tới. Theo tổng thống, hội nghị tập trung vào chủ đề toàn cầu hóa và bất bình đẳng, AI và công nghệ kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Ông nói đó có thể là ba cuộc chuyển mình hoặc có thể là khủng hoảng, không chỉ chính phủ mà bản thân mỗi người, mỗi công ty đều phải thay đổi thói quen. Công nghệ số bao gồm AI mang đến cơ hội khổng lồ nhưng đồng thời có thể gây bất ổn cho cộng đồng. Năm 2018 Pháp tuyên bố chiến lược quốc gia đầu tư 1,5 tỷ euro cho AI vào năm 2022.